Hello mọi người, mình là Nguyễn Bạch đây. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết rồi. Mình đi Huế chung với mấy anh em FB rồi. Không nhiều than thở dẫu mình hay mơ về Đà Lạt, đi cho vài áo bạc màu những hành trình dài, để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài. Không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa, cuối con đường nhìn ló mặt trời lên xuống màn tối qua. Nắng ta màu đời mà ta mọc thành cây cao, và khi gió đốt ta còn nguồn ôm mình ôm qua đây sao. Vẫn bước đi từ trên môi là giấy thông hành, gói gánh có cao và trong mình sao vì thứ nó thấy không đành. Chắc em chúc mình yên đó là bằng tình duyên, ta đi tìm mắt vào đời vì dịp từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình. Nếu cho riêng ta lang thang tôi để nhạc đời không lạc điều, lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạt liệu xa bao nhiêu. Giữa con đường nắng vắng tan hoang, ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang. Xúc còn vón cũng trong đầu, anh nghe xin nhiều đam mê đang vớt rác bên tàu. Ta lang thang với bản vẽ đời ta tự tô màu, nơi non cao ta vươn vài điều thuốc khư khư. Các bạn hãy nói gì đi. Xin chào mọi người, mình là Phan Tê. And mình đang ở đâu? Mình đang ở trên đèo Hải Vân. Và mình đang ngắm cảnh. À, cảnh gì đây? Hello chị. Mình là thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy hôm, chẳng có chi hơn vài cái hôn, cộng vài lần được nắm tay ngồi tại hiện nhậu khá say. Em và tôi acun đứng hình mất mấy giây, nhìn em ăn đứt mấy tấm hình ở Face. Rượu làm ta dễ nói chuyện, mặc dù toàn nói luyên thuyên. Tôi từ lâu đã kết em rồi, chỉ mong em qua nhà tôi. Anh nhà ở Cầu Giấy, nếu bắt xe ôm đi chắc chỉ mất 10.000 mà. Nếu bốc taxi thì em sẽ tốn nhiều tiền, còn dễ kẹt đường. Anh thế nên em cho tôi đưa em về nhà nhé. Chắc chắn khi xong xuôi em chẳng mất đồng nào mà. Yên tâm đi đến nơi về đến chốn, anh không phải tên khốn nào. Nên anh giờ đây vẫn em. Sau ngày đầu tiên đưa em về nhà thì liệu nó có quá là nhanh, khi anh đã soi em là của anh cứ như là Einstein. Hãy cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không, vì hình như anh đã kết em từ trước khi em biết anh tên gì đã. Vậy thì em cho anh hỏi nhà em ở đâu. Thanh xuân mà qua Cầu Giấy, nói chung là mình cũng rất gần nhau. Anh rất muốn đưa em về vì giờ này trời cũng đã tối đen. Anh hứa anh đây xin thề sẽ không dẫn em vào chỗ quen nhá. Tôi đồ xăng cũng đã đầy bình,
tại sao em vẫn lặng thinh. Anh nhà ở Cầu Giấy, nếu bắt xe ôm đi chắc chỉ mất 10.000 mà. Nếu book taxi thì em sẽ tốn nhiều tiền còn dễ kẹt đường. Anh thế nên em cho tôi